khoảng trà chỉ 3 phút là nó nóng mặt. Đúng rồi, buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng. Dạ, buổi sáng rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Buổi sáng rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Các chị bạn làm như vậy. Rồi trong ngày mình không có thoa mặt thì mình thoa tay, tay chân. Mình có thể thoa nhiều chỗ khác nhau, rất là tốt. Thôi bây giờ mình nghỉ một chút, uống nước để thấy các anh các chị cũng có nhiều người bắt đầu đồng ý rồi. Nghỉ chút. Đồng ý. Đồng ý. Để khi mình học mình thấy rất hay lắm. Bởi vì Chúa tự tạo nên cái cơ thể của mình rất là hay. Tôi mình không biết, thành ra mình không sống khỏe mạnh rồi. Hồi trước sinh ra